Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay một cái video ăn mặn cho mọi người xem ha. Thì mình mới mua được mặn 2 kg, mình sẽ ăn hết trơn mặn này luôn, ăn mình đơn. Thì mình sẽ đem đi rửa và gọt cho nó sạch rồi mình lắc xe mọi người, lắc xe muối ớt. Rồi mình sẽ đi làm. Rồi sau khi mình cắt gọt xong còn được nhiêu đây nè mọi người. Đây là phần mà cắt bỏ này. Thì mình sẽ đem đi lắc muối ớt mọi người. Đây là chén muối ớt của mình mọi người. Bây giờ mình sẽ đâm ha mọi người. Bây giờ chén ớt của mình đã đâm xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ vô mặn của mình lắc ha mọi người. Thì mặn của mình nó gọt ra thì để một hồi nó hơi có màu đen vậy đó mọi người. Giờ mình sẽ đổ vô lắc ha. Rồi giờ mình đã đổ muối vô xong mọi người, giờ mình sẽ lắc. Sẽ lắc các mọi người. Giờ mình sẽ đổ ra dĩa. Xong rồi mọi người. Rồi mình mời mọi người dùng ha. Thì mình sẽ cố gắng ăn hết coi hết không. Rồi sau lưng mình là quận mọi người. Nó xả được nửa tháng rồi, gần dặm à. Mặn này mình ăn vô nó hay sặc đó mọi người. Mình ăn với muối ớt hay sặc lắm. Hồi còn nhỏ mình ăn sơ ghi mặn ổi xài đó mọi người, ăn 1-2 kg bình thường. Nhưng mà mình chấm ha, còn này mình lắc cái độ muối với ớt nó thấm vô trong mặn này nó nhiều quá, ăn mặn hơi mặn. Thì mình sẽ cố gắng ăn ăn cho ngào hết, không hết thì thôi. Thì mình sẽ cố gắng ăn, không hết thì mình dừng lại, còn hết thì thôi. Thì mời mọi người cùng theo dõi cho hết clip nha.
Hồi nhỏ mình ăn nhiều mặn, nhiều ổi, nhiều xoài á, sơ ghi á, là mình có thể ăn vô xong ha, mình có thể đem nó ra được, nên mình ăn được rất là nhiều. Tức là mình có thể điều khiển cái bao tử của mình, nó có thể đẩy thức ăn ra ngoài được. Đâu quá mình không làm, là mình ăn thử thôi, để một vài clip sau nếu mình làm được nhiều người xem á, nhiều người yêu thích á, mình sẽ làm. Mình ăn vô xong mình có thể đẩy nó ra ngoài trực tiếp luôn, không có đi đâu hết, không có chạy đâu hết. Mặn mọi người, tại vì gần hơn nửa chén ớt, muối ớt. Mình ăn ổi với xài với ớt đó, là nó không có bị sặc không, còn nếu mình ăn ớt với mặn mình ăn sặc ăn được không, nó lên nồng tới lỗ mũi luôn. Mặn này nó chưa chín không mọi người, nó còn hơi non già già nha, nó còn cứng còn cát. Ăn xong chiều nay khỏi ăn cơm không? Mình ăn được 2/3 mà. Mình sẽ cố gắng ăn cho hết.
một dĩa mình mua 2 ký mà mình gọt bỏ hết mớ rồi, nó còn ký mấy, gọt không mình không cân. Muốn hết nổi rồi mọi người. Người bán hơn ký. Thì mình sẽ cố gắng tới đâu hay tới đó mọi người. Thì ở dưới quê thì chúng ta thấy cảnh ở dưới quê rất là bình yên mọi người. Thì buồn buồn ra sau này chơi cũng được. Hình cảnh rộng ruộng với mọi người người ta dậm á. Không có ồn nào. Thường thường mình quay ở nhà lần lộ xe nó chạy quá. Cái đài phát thanh. Còn ra đây thì rất là thoải mái. Bạn nào muốn ăn á thì chúng ta lựa mận chín mọi người, đừng có lựa mận hơi non ha, nó cứng nó nhai không nổi, khó nhai lắm. Mận chín mình để vô cái mà nó muốn tan. Ngon mọi người, ngon. Muốn hết nổi. Mình sẽ gắng.
Chứ ăn mặn lần này xong chắc nghỉ ăn tới già luôn. Quá trời. Nước mắt nước mũi. Mình sẽ cố gắng, còn mấy cục nó hết rồi. Mấy miếng nó hết rồi. Mọi người thấy ớn không? Ớn nhiều quá, thấm luôn. Còn bao miếng nữa. Mấy cái mận còn chưa chín rồi ngay. Ngay nó rít dịch ra. Mình cố gắng hoàn thành mọi người. Thì cuối cùng mình cũng đã ăn hết cái gì đó mà mặn lắc hả mọi người. Thì mình xin dừng clip tại đây, mình no quá trời, ngồi hết nổi. Thì mọi người thấy clip này hay nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người clip sau nha.